Chào các bạn, hôm nay mình work from home, làm ở nhà cho nên có hứng thú làm cà phê uống, cho nên mình quay làm cà phê như thế nào uống cho vui nhé. Thường thường mình rất là thích cà phê, mình ra ngoài shop, ngoài tiệm mình mua uống, nhưng mà lâu lâu như ở nhà vậy nè, mình làm ở nhà mình làm cảm thấy uống cà phê rất là ngon. Trước khi làm cà phê thì dĩ nhiên mình turn cái power on nè. Cho nên cái đồng hồ pressure nếu nó ra ngay giữa cái range này á, on top of range á, là nó rất là cà phê rất là ngon. Trước khi làm cà phê thì mình coi nước có còn đúng mực không, nước vẫn còn, nhưng mà thường thường á, mình thích bỏ nước đầy cho nên mình dỡ cái nắp này lên nữa, ha. Đó, dỡ cái nắp lên như vậy rồi mình lấy cái gì, mình lấy chút nước, mở cái vòi nước. Nghĩa bao nhiêu nước chắc đủ rồi đó. Rồi mình đổ nước vô. Đổ nước vô làm sao cho nó đầy. Đó, cái máy này nó có cái mở đằng sau vậy đó. Mình nữa mình coi cái đầy. Đó, các bạn coi mặt nước đi lên chưa? Lên, đừng qua tới max. Như vậy là tạm được rồi đó. Mình để cái này xuống đây. Đó, mình đóng cái nắp này lại. Rồi mình kiểm cà phê còn không? Ồ, cà phê gian quá chân rồi, chắc bị bà xã la rồi. Đó, cà phê đó. Chút nữa mình lượm cà phê vô. Đúng là một mình ở nhà lẩm cẩm lắm. Bây giờ lúc very messy, but that's okay. Cái cách mình dùng cà phê là như vậy nữa ha. Mình lấy cái này ra, cái này là chút nữa để khuấy sữa. Tại vì mình làm cappuccino. Thực ra nếu mình dùng cái cà phê sữa đá thôi, mình không cần sữa. Nhưng bữa nay mình thích uống cappuccino. Sao cho nó vừa vừa thôi, nhiều quá nó bỏ cả xung quanh vậy, nhiều quá nó không có đè xuống được, mình bỏ vô không được cái gì trơn á. Đè nhẹ nhẹ vậy thôi đó, mình cứ gọi xung quanh để cho nó không dính trên cái viền này. Mình nghĩ như vậy là được rồi đó. Mình thử bỏ vô thử coi ha. Cho đầy trên cái viền vậy ha. Đây là một cup thôi nha các bạn. Mình bỏ vô trong cái này. Xô này. Lock. Sẽ được không? Để coi coi. Hình như xay không có được. Cho nên là mình làm nó méo rồi. Phải xuống đều như vậy nó mới vô cái khớp đó, bây giờ thì chắc được rồi đó, như vậy chắc vô được rồi đó. Bỏ vô lại ha, bỏ thử vô lại thử thứ hai coi. Rồi được rồi, đại khái nó vô nó click in như vậy đó, thì mình bây giờ mình bỏ đường vô trong cái ly của mình. Mình thích uống khoảng bao nhiêu thôi, là nửa muỗng cà phê thì phải. Mình thích ngọt chút xíu thêm thì bỏ vô chút xíu. Hôm nay thứ sáu mà làm ở nhà nữa, mình thích ngọt chút xíu. Nè vậy cầu, mình nhấn cái nút này, nó xong. Quá dễ dàng. Cà phê, nó cái tốc độ lên kìa, cái pressure lên.
not in a range, which is very good. À, trong cái các bạn thấy trong đó không có range chứ. À, bây giờ mình lấy ra cái này, mình bỏ một bên. Mình lấy cái muỗng đi, muỗng nhỏ nhỏ. Cái muỗng cà phê nhỏ nhỏ cũng được. Where the spoon, muỗng đó khi mình cần thiết, mình kiếm ra cái muỗng. À. Mình quậy 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 cho đường nó lên. Đường nãy mình bỏ cái cà phê nó tan cái đường, nhưng mà chút nó bỏ sữa nóng vô nó cũng dài nha. À, cái này xong rồi gì mình làm vậy là chuối văng ra ở dưới sạch láng bóng, mình có thể cắt cái này lại nhắc lại chỗ cũ. À, tay mình hơi dơ dơ thì chuối chút xíu. Rồi mình lấy ly sữa, bình sữa, sữa tươi nha các bạn. Ở đây sữa tươi đàng hoàng. À, sữa tươi đàng hoàng. Rồi giờ đây à, khoảng phân nửa bình thôi, tùy các bạn muốn nhiều sữa thì bỏ nhiều sữa, nhưng mà phân nửa bình thôi cho nó ra bọt. À, mình mở air pressure, có nghĩa là cho nó bắn air ra để mình làm sữa nó nóng lên. Cái đó là cappuccino cho nên mình cần sữa nóng. It's about to come out already, so I see boop 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 start to come out. There you go. Đó vậy ha. Mình bỏ sữa vô. Ừ, nóng quá, nóng quá. Mình bỏ sữa vô. Wow, các bạn thấy sữa không? Nó văng lên giống như gì vậy đó. Đó, nó phèo như thế nha các bạn. Đó, mình cho sữa chạy vòng vòng. Mình cho sữa chạy vòng vòng vậy. Chạy vòng vòng vậy chứ nó chạy vòng tròn vậy thì nó làm sữa nó mịn lên, sữa nó càng mịn thì cà phê nó càng ngon. À, cái yếu tố pha cà phê cappuccino á là sữa tươi làm bọt mà phải mịn mà nhiệt độ nha, rồi là vậy nè, nó ấm thôi, đừng có để nóng quá, nóng quá là giống như mình có cảm giác là sữa nó bị cháy vậy đó, uống nó khô khô thấy khó chịu. Nhưng mà các bạn thấy không, sữa nó u lên vậy đó, hoa rất là đẹp. Như vậy là nó chạy vòng 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 á, chạy càng nhiều thì nó càng mịn mịn, chứ mịn sữa thì nó uống rất là ngon. À, bây giờ mình rờ ha, rờ xung quanh thấy nóng rồi, thấy nóng sơ sơ rồi. À, giờ là vừa rồi đó, rồi này nó là một phút thôi, dưới một phút. Bây giờ ra bọt, các bạn thấy không, ra bọt. Nên ra bọt xong rồi đó, mình muốn làm bọt thì mình bắn dẫn bọt bột nó trào ra rồi. Nên mình đó là đủ rồi đó, thấy không? Các bạn thấy không, đó, sữa bọt rất là đẹp, rất là mịn. Cái máy này nó tự rửa luôn, nhưng mà mình cái đánh sữa này nè, mình phải chùi chút xíu mỗi khi dùng xong. À, mình nhúng chút nước ha, nhúng chút nước đặt lên tiên kịp nước này, giờ đang hạn hán. À, đó mình nhúng nước lấy giấy tít xù chùi thôi, giấy không phải tít xù mà giấy giấy hơi cứng chút xíu chùi, hoặc là các bạn dùng mấy cái này nè, mấy khăn này nè, mấy các bạn nhúng nước chùi nó cũng có xem tác dụng. Nhưng bữa nay mình thấy dùng khăn nó không thích thì mình dùng miếng giấy mà gọi là paper towel á, là giấy khăn giấy á. Mình chùi đó, chùi nó xôi chùi cho sạch để lần sau mình uống nó không ấy. Nè, cái máy này nó là clean me rồi nè, có nghĩa là nó tới chu kỳ là phải rửa máy rồi đó, thì hy vọng cuối tuần này mình sẽ rửa nó, còn nếu không mình kêu bà xã rửa. Thường bà xã mình rất là siêng năng về mấy cái việc chùi này. À, bà làm cà phê ngon hơn mình đó. Buổi sáng nào bà cũng làm ly cà phê cho mình tuyệt vời, không có bà vợ nào giống bà vợ này hết. À, bữa nay mình làm ở nhà, làm một mình, work from home, sở cho là work from home on a Friday, so mình làm ở nhà, mình quậy từ uống cà phê thì cũng không quậy gì nhiều, mình cũng làm thế mộ. Đó là cách mình chùi cà phê. Đó, cái tray này mình có thể lấy ra rửa, chắc rửa. Nhưng bây giờ vậy là coi như tạm ổn.
Đó, mình không thấy chỗ nào dơ hết á, có nghĩa là mọi chuyện vậy đó. Xong rồi thì bây giờ mình cà phê đây, cái cách cà phê là mình sẽ làm như vậy cho sữa nó động xuống, nó dỗ dỗ lên bàn vậy, nó không phải là nôi không đâu, làm ồn nhưng mà cho sữa biết sao nó lắng động xuống hay sao á, uống rất là ngon. Mà nếu không làm ồn đập đập vậy thì uống không ngon, chắc cái phong tục quá đó. Nó cũng cảm ơn cái machine này, cái máy cà phê này. Rất là đơn giản, mình bỏ cà phê lên trên này thôi. Đó, châm nước không mở nữa đâu. Đó, bỏ nguyên hộp nha. Rồi cái máy này nó có cái hệ thống xay luôn, xay hộp này thành cà phê mịn. Cà phê mịn nó chạy qua đây, chạy qua chỗ này là mình hứng. Mình hứng là mình lấy cái này, mình làm cho đà dẹp xuống như nãy vậy. Rồi cái mình bỏ vô đây. Rồi mình ép cà phê ra. Thường thường mình chọn một cup thôi. Là mình muốn cái độ nồng cà phê rất là nồng, uống mới hửi được cái mùi cà phê ha. À, có vị đắng, có vị ngọt, có vị thơm, đó là tính chất của cà phê. Thường thường mình uống cà phê uống với bạn tán dốc mới vui, nhưng mà bữa nay làm ở nhà uống mình, nhưng mà cà phê này ngon, uống không có bạn cũng không sao. Đó, mình đổ cái sữa mình mới làm xong đó. Đó, cái phần này rất là quan trọng, mà cái tay mình đang cầm cái video mà không có hớt ra cái bọt được, có nghĩa là mình làm sao mà phải hớt cái bọt này ra nè. Các bạn thấy không, mình hớt cái bọt trong cái ô mình cầm ở dưới cái này nè. Đó, mình thường làm đầy đặn cái bọt lên á, ngon. Thôi chắc bỏ tạm xuống đây chút xíu đi, đúng là một tay cầm một tay video, một tay làm cà phê là không có bằng bà xã mình là phải rồi. Đó, thì mình múc cái bọt trong cái ô đồng này nè, cái sữa đó, bọt này rất là béo cho các bạn nha. Mình nếm thử nha. Béo quá. Đó, mình quay đúng độ cho nên là cà phê rất là sữa rất là mịn và bọt rất là béo. À, rất là ngon. Thường thường mình làm cà phê cho các bạn, mình lại đây mình không có dùng cái muỗng này đâu nha, tại vì mình nếm rồi. Mình dùng muỗng mới, nhưng mà một mình nè. Mình làm xong mình rửa. Ngon quá. Sorry. Rồi, nha mì. Đó. Đó, cà phê hoàn hảo. Đó, chút nó rửa muỗng với cái dĩa đó. Đó, một ly cà phê rất là ngon. Làm từ cái máy này. Hả? So, homemade cafe là cà phê làm ở nhà. À, lâu lâu mình làm gì uống rất là thưởng thức, rất là ngon. Bây giờ mình uống miếng coi. Đã quá. Hửi đưa mũi thơm mùi cà phê. Đúng là mình phải chọn cái hộp cà phê ngon á thì mình mới có những mùi thơm vậy. Hơi mất tiền chút xíu nhưng mà rất là xứng đáng. Để mình mở cái tụi mình coi cà phê gì mình uống hôm nay là xã mình mua. Cà phê này quảng cáo cho họ luôn đi. Cà phê này là Victoria Coffee. Sẵn đây mình enjoy như vậy. Mình bỏ như này luôn, bà xã mình khỏi bỏ. Đây là Victoria Bean. Thường thường mình nó đầy thì mình bỏ vậy thôi. Đầy quá không? Nhiều rất đủ rồi. Đó. Victoria Bean nha quý vị, uống ngon lắm. Đó, xay nhuyễn ra rồi ép làm cà phê cùng một cái máy này. Đầy lại cho chắc ăn. Đó, ly cà phê tuyệt vời. Thật là đã. Rồi, cảm ơn quý vị coi video này nhé. Mình làm cà phê rất là ngon, hy vọng quý vị cũng như mình vậy. Cái phương pháp làm rất là dễ. Cái chú trọng nhất là quay sữa cho nó mịn, và khi nó mịn rồi thì nó béo, cái bọt nó béo và nó hòa tan với cà phê rất là ngon.
Còn size cà phê mà ép á, thì cho cái kim nhiệt độ này ngay giữa cái range này, các bạn thấy không? Đó, xưng nằm cái nhiệt độ này ép ngay giữa này á là tốt. Và làm sao mấy kim này, cái kim này khi mình ép cà phê nó chỉ vào ngay giữa này là cà phê rất là ngon. Bao trộn có hai chỗ, hai điểm. Thứ nhất á, là cà phê làm cho nó đúng trong cái range này, đúng trong cái mực đó, khi mà ép. Và cái thứ hai nữa là cách xay, sữa nóng, và phải làm cho nó tuổi bọt và làm cho nó xay rất là tròn, cho nó rất là mịn, và đừng có để cho nó nóng quá, nóng quá thì nó khét. Anh vậy thôi là mình có một cái ly cà phê rất là ngon để mà thưởng thức. Bây giờ mình uống tiếp. Ngon quá. Thôi chào tạm biệt các bạn nhé. Hy vọng video này các bạn thấy vui và biết cách làm cà phê của mình, và rất là đơn giản thôi, có nghĩa là ai cũng làm được. Thì rất mong các bạn ủng hộ, đăng ký kênh của mình nhé. Thôi chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn lại trong những video tới.